Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến buổi live stream với chị khách hàng vừa trải nghiệm xong buổi chăm sóc da Aqua Seal tại DK Clinic. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với chị nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, mình có thể cho em và quý vị khán giả cùng biết tên và tuổi và địa chỉ hiện tại mình đang ở khu vực nào không ạ? Chị tên là Loan. Hiện tại thì chị đang ở Đống Đa, ở khu Đống Đa. Vâng ạ. Chị Loan ơi, hôm nay chị đến với DK Clinic thì mình làm những cái dịch vụ như gì đấy ạ? Hôm nay chị đến với DK thì chị có được nhân viên tư vấn hoặc và hỗ trợ chị về da, chăm sóc da cũng như là xóa hút xăm lông mày. Vâng ạ. Lý do vì sao mà chị biết đến DK hả chị? Thật ra thì chị biết đến DK rất là lâu rồi, qua những người bạn của chị. Thật ra thì cái tiếng vang cũng như là cái độ làm tốt của bên DK đã được biết đến rất nhiều, nên mà ngày hôm nay chị muốn đến để trải nghiệm cái dịch vụ bên em. Dạ vâng ạ. Nhưng ngày hôm nay thì chị Loan vừa mới trải nghiệm xong buổi chăm sóc da Aqua Seal cơ bản tại DK ạ. Bình thường ở nhà chị Loan có hay chăm sóc da không ạ chị? Bình thường ở nhà thì chị cũng có những cái skincare cơ bản. Tuy nhiên là chị thấy có một số cái vấn đề về da của chị rất là nhiều. Đó là da khô với cả có mụn mụn cám ý. Khi mà lên đây, khi mà chị gặp nhân viên bên phía bên DK có tư vấn và hỗ trợ chị cảm thấy rất là hài lòng. Vâng ạ. Là vì cải thiện được cái làn da trông thấy luôn. Vâng ạ. Không còn mụn cám nữa. Dạ. Và được cái là cấp ẩm da rất là thích, dễ vâng. chịu. Vâng. Thì em xin phép là sẽ show cho cho các khán giả xem cái phần tình trạng da của chị Loan lúc ban đầu. Đây là tình trạng da lúc ban đầu của chị Loan. Cái tình trạng da ban đầu của chị Loan thì khá là khô, da sần sùi và bít tắc lỗ chân lông đây ạ. Đấy. Ngoài ra thì chị Loan còn có một vài những cái nốt nám bắt đầu xuất hiện nữa. Đấy. Thì sau một cái buổi chăm sóc da như ngày hôm nay thì như chị Loan thấy là da mình mềm mịn hơn, sáng hơn đúng không ạ? Vâng ạ. Thì đây chỉ là những cái bước chăm sóc da rất là bình thường, nhưng nó sẽ tốt hơn là so với là mình chăm sóc da skincare cơ bản tại nhà. Đấy. Tại vì đến với DK thì chúng ta có những máy móc công nghệ cao, chúng ta có thể kết hợp giữa máy móc và những cái sản phẩm dưỡng chất tốt hơn. Và đặc biệt là tại DK thì như chị Loan thấy là sẽ được chuyên gia da liễu take care và tư vấn cho mình những cái liệu trình chăm sóc phù hợp nhất cho mình. Cái điều mà chị cảm thấy hài lòng nhất đó là bạn về bên chuyên viên ý đã tư vấn và hướng dẫn cho chị rất là kỹ. Vâng về từng bước một. Vâng đâm ra là khi mà chị làm ý thì thứ nhất là chị cảm thấy giống như cái việc mình ở nhà mình là skin care, chứ nó cũng không phải là mình đang đến để gặp một bác sĩ hay gì cả. Vâng. Là chị cảm giác giống như đang ở nhà, rất là dễ chịu. Từ những cái cách bạn ý làm cho đến cách các bạn ý đang tư vấn cho chị về từng bước một, chị cảm thấy rất là hài lòng với sản phẩm như là nhân viên bên em. Dạ vâng, em cảm ơn chị Loan rất là nhiều đã tin tưởng và gửi gắm lông mày hay như làn da của mình tới với DK. Đấy, thì như các bạn, như các chị em có vừa nghe chị Loan chia sẻ thì cái phần da của chị Loan sau một buổi trải nghiệm chị đã thấy khác biệt, cải thiện rõ rệt rồi. Thì đây chỉ là một buổi thôi, còn nếu như chị em muốn quan tâm hay là có vấn đề gì về da thì các chị em có thể liên hệ qua page DK Clinic and Beauty để mình có thể giải đáp những cái thắc mắc về vấn đề ở trên da, hoặc là mọi người có thể liên hệ qua số hotline 0853350000 để được cùng với chuyên gia da liễu và các bạn chuyên viên tư vấn kỹ hơn về cái tình trạng trên da của mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Em cảm ơn chị Loan ạ. Cảm ơn em.